Bây giờ mấy ông này mấy ông này phạt cái anh này là đi đi xúc đất. Giờ phạt cái ông này xúc đất để vô bao để xây cái căn cứ bảo vệ. Mà cái ông bảo vệ, cái ông ăn trộm sắt lại thấy thương, lại phụ xúc đất. Cái ông trộm sắt giờ thì nóng ruột, phụ cặp kêu đi chỗ khác đi, phụ. Cái ông này nhẹ dạ cá tinh. Cái này giờ không cho phụ để tự làm. Mấy ông này kiểu như là cùng làm đá chung, cũng tình nghĩa anh em, nhưng mà nóng cái vụ ăn trộm thôi. Thành ra giờ thấy xúc đất, thấy nóng ruột muốn phụ. Mấy ông kia không cho phụ, giờ bắt xúc đất để ông gì nóng, kiểu như ăn trộm cái đồ để ông là kiếm cơm, cần câu cơm của ông. I'm not going to be able to do it.
Giờ trời mưa nhím rút vô xe nhím ngồi nhím quay phim ra. Mấy ông này đang đang huấn luyện cái anh này làm cái nhà mình thấy không, mấy ông kia quýnh đập đùng đùng hay ngọn non xô nói nhỏ nhẹ, bởi vì chồng người ta ghệ họ đâu ghệ xô đâu, người điềm đạm vậy mà gã quay không được, tức cái mình trời ơi, sắm non xô về giữa cửa về giữa cửa là sửa đồ gia dụng trong nhà thôi, phục vụ nhiều thứ mà không chị em nào chịu hết trơn. Trời đất ơi, Because I want to be the witness that you will pay later. He said, if you not like that, you can pay later. No problem. I even feel the hunger of their house when you come. You know, see, no, only two of them. They know that they know nothing. The woman, then they married the woman for this village. But if like say, you know, the husband side, they carry his son. Go there before his father house there. And okay. I think not two of them there. They never go there before. Gặp giờ ông thấy cái bà mẹ đứng thấy thằng con làm sốt ruột, thành ra ông dịch chuyển cái bà mẹ đi chỗ khác đặng cho dễ mần ăn, rồi kêu bà mẹ gì nấu cơm ăn chứ đi cho mua gạo thiếu rồi mười mốt trả sau cho mua gạo thiếu. Trời ơi, một xô gạo xô bột mì bây giờ mười mấy ngàn mười mấy ngàn 20 ngàn, cho nên là giờ ship bả đi rồi, giờ ship bả về nấu cơm rồi mấy ông này đây tung hoành mặt tình chứ thiệt. Có ví dụ mình quýnh thằng con mà nhìn bà mẹ mình cũng sốt mình không xuống tay được. Ủa mấy ông này tàn bạo lắm, nhà mình đừng tưởng vậy nghe, ông lên xô cũng vậy luôn như nhà mình, đừng tưởng không quýnh thì thôi mà quýnh hen, tao nói ông nào ông đấy như Trương Phi luôn. Quên nhà mình cái vụ mong tiền trẻ rủ nhà nhiễm đi tới nhà của đại gia đó, đó là một cái ông chức sắc lớn nhất trong cái hội chức sắc đó, và cái ông đó bị ông lớn tuổi ông từ chức, ông làm tiệc chia tay xong rồi ông hỏi nguyên cái dàn em của ông á, tại vì đôn lên đó thì còn trống một chân, ông mới kêu là cái người nào mà đưa vô đó được để lắp vô cái khoảng trống đó được, thì có rất là nhiều ứng cử viên đứng ra, thì cái ông đó mới hỏi là trong số những người này ai đã từng làm được một cái gì đó cho cái làng xã huyện này hãy kể ra,
không ông nào kể ra được hết trơn á. Có ông thì bịa ra nó tôi làm này kia mà làm ở khu xa vời nào, không có xác nhận được địa điểm. Ông tiền giám nói tôi tức dữ lắm, cái này mà có ông cạp á hả, là người ta đứng được, người ta kể mỏi miệng luôn, cũng không hết những cái việc mà ông cạp đã làm ở cái xứ sở này nữa. Nhưng mà ông cạp không có, ông cạp thì nói là thôi ông cạp không muốn tham gia vô, nhiếm cô không muốn ông cạp tham gia vô rồi hả, đấu đá quyền lực đồ này kia rất là nguy hiểm. Ông bà bị lường giờ thấy từ nghiệp thiếu hiện giờ đi phụ, bởi mấy ông bảo vệ này cũng tào lao lắm nha, mình không có nắm được tâm sinh lý mấy ổng đâu. Ủa làm nhiều khi làm cho dữ, cuối cùng không ra gì hết, còn mà nhiều khi mà làm tàn cuối cùng là lại thành làm dữ. Có những cái ca mà mấy ổng quýnh mà lết gì không nổi luôn đó. Như cái ca hôm bữa ông đi ông xô chặt chuối xong về bằng đêm đó, hốt thêm một nhân vật ăn trộm điện thoại, mấy ổng quýnh te tua tơi tả luôn. Chủ điện thoại hưởng được 10.000. Đó, có những cái ca mà ông xử cũng căng lắm, có những cái ca xử như trò hề mắc cười lắm. Nhiếm là nhiếm chịu hết nổi rồi, nhà mình nhiếm để cho mấy ổng ở đó, mấy ổng xử đi, nhiếm về nhiếm rút ruột cái thùng này. Chị Hoa Hồng nói là một thùng của Chí Nhung, thùng chị Hoa Hồng, cái thùng này nhiếm thấy hình như là của Chí Nhung nè, có mì tôm rồi tùm lum nè. Hiện giờ nhiếm rút ruột rước mì nấu ăn nè nhà mình. Nhiếm thấy rồi nè, mì sườn heo rồi nè, mì sườn heo có lấy rồi. Giờ thì nhiếm thấy được mấy cái thùng mì với mấy thùng phở rồi nhà mình. Giờ nhiếm dứt trước hen, ngày mai nhiếm live stream nha. Chị quá nổi rồi nhà mình, không tưởng tượng được đâu, giống như là người yêu xa lâu ngày không gặp á, giờ nhìn thấy trước mặt là không bụp không được. Vậy mấy ông này chuẩn bị cây. Ông gặp ông có một cái cách xử rất là mắc cười, là mỗi lần mà ông bắt được cái người ăn trộm hèn, xong cái ông kêu chủ của cái món đồ đã tới, cái ông nói bây giờ mày ghét nó dữ lắm phồn, bây giờ mày thù nó dữ lắm phồn, mày hận, mày tức dữ lắm phồn, ok, đưa cho nó cây, đưa cho nó dây điện rồi đó, quýnh nó đi. Để cái người chủ tự quýnh thằng trộm, và quýnh xong là phải hả giận, xong là phải tha thứ nha. Đó chứ đã bao giờ ít khi nào mà tự tung tự tác tự làm, trừ trường hợp là những cái người là ví dụ phụ nữ giống ông bà cô quýnh bà kia, thì bà kia quýnh là ông si nhê, thì mấy ông sẽ hỏi bà đó, bây giờ bà muốn cho tôi quýnh nó bao nhiêu cây thì bà mới hả giận và tha thứ cho nó. Thì cái bà đó bà nói bao nhiêu cây mà quýnh được có mấy cây, cái bà xuất rượu thôi đừng quýnh nữa đó. Thì lúc đó thì cái sự giảng hòa nó rất là dễ, tại vì cái người chủ đã đồng ý tha thứ, cái thằng ăn trộm đã trả giá, và đội bảo vệ chỉ là cái người thực thi theo cái nguyện vọng của người chủ đồ thôi, thì sẽ ít bị thù vặt. Cho nên nhìn thấy cái trường hợp mà bị thù vặt như ông bà Bilo đó, là cái dân đó là cái dân đảng phái gì đó trong rừng rậm á, ông bà Bilo ổng kiểu như ổng phá cái tổ chức của người ta, cho nên là mới bị nó xử đó, chứ không phải là thù vặt vặt như thế này. Thù vặt cái này ông cào ổng xử thường là tâm phục khẩu phục dữ lắm. Nhìn qua ngon ghê hen, ngon ghê hen, không có sâu xiết gì. Gà bên này nó cũng chê, nó không ăn nữa nhà mình, ngộ gà nó lạ nó không ăn. Mấy con gà lôi á, nó không thèm ăn. Thành ra là còn y nguyên, không cần sâu cũng không thèm ăn luôn. Kiểu như nó lạ. Cái cây này nó bự quá, nó lên bông luôn rồi nè. Thì mình chỉ lặt như vậy thôi. Ba cây là ăn lòi bắn họng luôn rồi. Để nhiếm hái thêm nha, còn nhiều lắm. You eat this vegetable with them. Ok, so let you sit to the cây này, let me cook. Rồi xô ông hù, ông đòi lấy cái sẹn, ông cắt cái giò này. Về đi, về mẹ nấu cơm ở nhà, về ăn đi, trời ơi thấy tội quá à. I have warned him, I tell the family, let us try forgive the idiot. But since you have already provided with what we are looking for, so if anybody
and find a place to forgive him, let the person forgive him. Yeah. Mm, but if any nobody wants to forgive him, the person can bring cane and satisfy himself. Yeah. Mm, so everybody, nobody bring cane. So they said, no problem, since I said so, let them forgive him. Mm. Then I tell him, I tell them that anybody that see him in the street again, should catch him for me. Because I want him not to enter the street again. But if he refuses and enter, anyone that see him should catch him and bring him to me. That I'll pay the person 2,000 naira, then I use him for anything that I want to. Bây giờ rồi giờ nhà nhiễm vô lại nhà mình nhiễm kiểu như hồi nãy nó màu quá sợ nhà mình coi không được á. Hiện giờ nhà mình thông cảm cái đợt này nhiễm không có live stream. Bây giờ mấy ông này đang cotton. Đang khui. No, this one need a net. You hang on top so that you can farm. You farm something can climb on top. On top. Wait, I'll be the thing you for the goalkeeper. I don't know. You will check well. Giờ mấy ông này đang kiểm tra cái lưới này là lưới gì. Bây giờ nhím phải ngồi ở đây để nhím che dù nhà mình. Nhím che dù lại cho mấy ông văng cái này. Em coi. I think this one need goalkeeper on. Goalkeeper net for football. Yes, na net. Net for football. Tặng nhím quyển sách này để khi có bệnh tự bấm huyệt. Dứt. Cái này nhím bác công nôn xô đứng chê dù. Ok. This one teach how to massage. For on whole sickness, you massage, you treat them, and they bring medicine. Okay. Cái này là sách bấm huyệt. Đu. Vô vô. Cái this one go and rub inside mommy my table. Rồi mà cá bột inside đó cá bột. Có rồi this one. Đây là mấy cái giỏ sách của má Nhật Thu. Ê, má Nhật Thu, is má Nhật Thu medicine for you. I want to know who is this. Cái này là túi sách của má Nhật Thu. Má Nhật Thu sợ là nó sẽ bị đi tàu nó bị gì không có bị gì hết trơn á, má Nhật Thu rất là tốt luôn. Đu rớt cái tay sai cá bột quen mấy mai cluz được. Ôi giờ mấy ông khui nha nhà mình. Ôi không có live stream được, em buồn thì ghê luôn á, mà từ sáng giờ, từ hồi 6 giờ sáng tới giờ luôn nhím không có lên được, làm cái clip xong không lên được. Bed, that's one you do like this. Wait. Bed. Wait, non show get one though. Oh. Man, you two give non show one. That bed. This one is too young. No, that's in my own. You from my farm. Farm. Wow. You for a small farm. Cái này trong cái thùng của má Nhật Thu, nhưng mà theo nhím nhớ là chị Tiết Nhung, đó là chị Tiết Nhung gửi cho nhím để nhím làm cái khu vườn của nhím ở nhà mình. Hồi em tiếc ghê luôn, nay em không live stream được, em tức dễ sợ luôn nhà mình. Okay, we went by before. Yeah, do. Get it, go and drop inside cup of the kitchen now, before we lose it. Keep this one. Anyone we not use now, we put inside the back half. Inside the bag and lock it back. Lock it. Okay, now what sounds about soap? Sounds for idiots. Sounds don't go already. What is that one? That bed. Okay, cái giọng của má Nhật Thu. Pho sâu xa, go. No, this one now is bit more than what our dog can carry for now, but the soap is used for our dog. Yeah. Go and drop it inside one side of kitchen cupboard. Show my wife. Yeah. Hủ mắm tép. Trời ơi, hủ mắm tép. Nó không có bể nha má Nhật Thu. Không có bể gì. Trần Hồng Nhung ốp phanh nè, súp nè. Cái này hũ mắm tép, cái này nhím lát nữa nhím vô nhím dứt.
Okay, why most share it like that? Mà chị ăn cà chua tôi rồi. À, bây giờ mấy đôi dài của chị Hoa Hồng. My own. And cap too. Cap for your head. This one woman style. Your own, you will see your own there. This one, leave on. Dớ, this one là cạp này. Ôi, ôi, dớ quá trời dớ luôn. This one are for... But then we put inside cardboard. Cái này là nguyên một bịch dớ luôn nhà mình. Nguyên một bịch dớ của cô Kim Nguyệt. Dớ vô. Bring this one, drop inside mommy cardboard. Where mommy keep food. Giờ nó cũng mê mấy đồ dài vậy chị Hoa Hồng. Giờ mấy ông trời ơi, giờ mấy ông đang kiếm đồ dài cho nên xô size bự nhất. Nên xô cái chân nên xô bự lắm. Cái này cái size nhỏ thôi. Ê, cạp size. Cạp size. My size. This one not size. Ông Figo là nãy làm chuồng dê đó mà bắt lại đây để khiên. Oh, khiên ra ngoài đây cho sáng cho nhà mình coi live stream á. Y ok anh ta? Yeah. Figo không có? No size. Yeah. Only cap and this. Undercap can get. Ôi. And my bazaar can get too. For me exercise now. Small time that they go, then go start to wear. Maybe you got it the smallest size, give for Dindu. This one now, Yo-Yo and Dudu Milk, go and keep inside your cupboard. Hey. See, Yo-Yo and Dudu Milk, one. Got it, go keep inside cupboard, one. Are you going to keep? Trời ơi, bây giờ mấy ông này khui từ từ với nhà mình quá trời luôn. Hả? Qua đây này. Cái này có nhiều chị em nói là gửi cho Nhiếm, có viết thơ cho Nhiếm nữa, nhưng mà có nhiều khi oh, pillow. I have your carry drop inside mommy cupboard. Cái này là gói của chị Nhung, Nhiếm gửi chị Nhung mua cho Nhiếm. The net is even different color. The net is for people. Our security be one net though. Okay. What did that? Four. Miko, go and drop in the kitchen though. Giờ nhà Nhiếm khui tới đâu? My hand go. Giờ nhà Nhiếm mà khui open nè. Giờ nhà Nhiếm khui tới đâu là nhà Nhiếm khui đâu là nhà Nhiếm dẹp tới đó. Very important something. Maybe this seed is the one of that medicine. So your mama send for you to plant it so that you get the medicine here. Cái này Nhiếm nghi là cái hạt giống của cái thuốc má Nhật Thu gửi nè. Put it back to the có khi má Nhật Thu gửi để ông cạp qua nè ông trồng. Hai Nhiếm close, keep one side. Don't open too much because Miss Zero is sent for me. Okay, chị Thảo. Chị Thảo làm quay open tìm nhà 2 tiếng. Nhiếm close. Okay, ai ra nào cái này bắt quan sai đu bring kiếm sai cupboard. If no half food too. Are you sure no half food? The net keep for this front set. Nhỏ. Mấy câu à? Ôi, dầu gọi với gì nịch. Cái này chế Nhung đã chia ra nhà mình đã nhét cho nó vừa. Chinese chi? Quá đi. Ôi, không được sao? Chinese chi? Trời ơi, ông Nam Sô, ông đụng nguyên một cái... Ông Nam Sô, ông đụng nguyên cái lắp đồ của Nhiếm ông nói. Này do ông. Trời ơi, trời. Sợ thiệt chứ. Trời ơi, chiếc này chế Nhung mua nhiều vậy chứ Nhung. Ôi, ba lóc luôn. Cái này chắc Nhiếm sẽ cho Uka đồ, cho mẹ chồng đồ. Này là mấy cái đồ này ở bên này dở ẹt, không có đồ chất lượng. Yeah. That's why I didn't tell you. That's why I choose my size. Thank you so much. I need this. I only have one before. Who sent for you? To. You don't see the name. Miss. Ai gửi cho ông cộng gì nè? Soup, wash hair. Ôi, Romano, cái này Nhiếm biết có and một cô. This one many.
What did that? Soap, bathing soap. Ôi ôi, sẽ bông cực lai bôi. See it here, bathing soap. Why? Ai gửi nhiều sao bông như hả? Trời ơi. Nhiếm, vô vô, gíp vô, gíp vô. Gíp vô, gíp vô, vô vô, cái đó xin gửi sang cái chuyện. Giờ cho mấy ông báo làm dựng chuyện, đem vô trong bếp để những cái đồ của bếp, những cái đồ của... Gì ôi, ông gặp với ông cho, ông cho mà ông còn lấy lại, ông làm thiệt ghê. Often no, maybe in a medicine something. Hey, I order them just here. Give your mommy to check. Nablafa. Ông nên sơ thấy hình người phụ nữ. Thấy hình người phụ nữ. Ông nên sơ nói là của phụ nữ, không không? Xe bông cục. With the two soap. Okay, only two soap. Yeah. Cái này là cái thùng thuốc cho phụ nữ, với nghĩa là của chị Tuyết Nhung. Cái này là chế Nhung đã, chế Hồng Nhung đã kiểu như là mở gỡ ra để mà nhét cho nó vừa ở nhà mình. Cho nên nhiều khi nó hơi lộn xộn. Không còn của người này người kia. Trà với cà phê 3 trong 1. Của chị, của cô Lợi. Của chị Ngọc Lợi chị. Cái này chỉ như mà chị chia ra nhà mình gỡ mấy cái thùng của khán giả gửi tới á. Kiểu như cái thùng nó sẽ bị cô Nhật Thu, má Nhật Thu, do Amanda. Chết quá thì đạt, maybe medicine for you. Má Nhật Thu quá thì đạt. Má Nhật Thu nè, ôn, má Nhật Thu nè. Ok con. The thing you to carry the gun. The thing you to carry gun. And tawa, yeah. Tawa. Cái này là dây đeo súng. Ôi ơi, anh. Mày bóp phải gom, mày bóp phải gom, mày bóp phải gom. Ôi ơi, trời. Ôi ông mừng thứ gì vậy? I beg my own tower. My own tower, you to go out. Send for me. Cái phần cua hàng này còn dài như nhà mình, nhưng mà do Nhiếm úp clip không có được á, nó dài quá là Nhiếm úp gặp sóng yếu là nó sẽ không lên được, cho nên Nhiếm chia ra 2 tập nha. Hẹn gặp nhà mình ở tập tiếp theo, còn nhiều món hàng nóng, hàng bí mật nữa kìa.